gói mì mà đã bóc để lấy một canh rồi là phải ăn đấy nha. Chết là ăn. Đây là cái cumi 90 đấy. To lắm. Không, còn hơn hết là còn no rồi. Bố bắt được rồi.
bốn người ăn hay quá này. Nhưng mà hai người ăn hay quá. Thôi này, trứng của Hải An rồi nên ra đây một đống nhưng mà Hải An ra đây thôi. Thôi. Con ăn trứng nhá. Ăn nòng trắng. Ăn cái nòng trắng này. Ủa lên có cái gì đấy? Cũng có. Con ăn nòng trắng này. Cơ bắp này. Con là người hỗ trợ ăn mình. Hãy để xuống đi bố ơi.